nhóc mà nhóc gước mà chút về nha, đem cho cốt cho chút về quý cô chú anh chị. Về tới nhà tới ngày nào. Năm hôm qua mua rồi. Làm đồ ăn rồi. Làm đồ ăn chết tà luôn, tao mua cái mâm để đặc biệt cho ba mày mà. Lấy đồ khác nữa được không? Về tới nhà tới ngày nào. Về tới nhà. Ba nhớ kìa. Đồ để ấy cho ông mày. Cái mập mà cái bàn. Bồ đứa lại nặng hai ghế với bàn dài gì vậy? Lấy bàn này để đây được. Qua cho mấy cái tâm hình nhỏ nhé được không? Chừng nào gửi cho hai giá. Chứ giờ chưa. Về tới nhà đó nha ba. Đền mấy cái này xuống. Nhà đó đất ơi. Thì ốc nó rỗng nhiều nhà đó. Tao để đây nè, tao thôi để bánh cho nó gọn, sao tao ai ghi lấy ra chị ạ? Trời ơi, tao đang lóc lóc vô đây, bắt đầu mấy mày cũng lấy ra nữa. Rồi. Kìa tới nhà tới ngày ba. Rồi để gì nè? Lại rút nhà cho anh nha chấm nha. Để mày nè chị Cường. Kìa tới nhà đó nha. Kìa tới nhà tới ngày ba. Không có thể đói được. Đây, cha về nhà, rồi đốt ngang cho cha. Rồi cắt này xuống dưới hết rồi cơ. Bóp cái dĩa trái cây đi. Để bên ông ngộ sao không có cúng cổ quyền cho người ta. Cổ quyền không ăn là ba mày không ăn đó. Trước cúng cô quyền trước rồi cha. Cúng qua rồi, cúng qua. Hả? Cha mày nhỏ cô quyền mày. Cúng qua. Bánh với mẹ với con. Cái dĩa của tao lấy cái dĩa bự ra, dĩa bự ra để cho cái này lên coi. Vô trong nhà tắm mà vô nhà đó đó lấy vô nhà sau lấy cái dĩa thôi nha. Để cái cốt. Để cho nó qua nha. Về tới nhà rồi đó mày. Dĩa bự của ba để anh vô sáng giờ nhóc vô sáng giờ đợi luôn á ha. Ừ. Anh đồ. Anh ở sáng giờ đó. Dạ. Đi chở mẹ ơi nó chưa hồ chưa. Chưa hả? Cái cô ba nó vô sao hẹn bữa mốt là bữa nay. Dạ. Cái tao đi kiếm hoài cái hơi tao vô trong nhà thiêu có tao hỏi vô. Sao mà có tên Thẩm Văn Cớt mà hô bữa nay lấy mà sao chưa có con. Cái thằng thiêu đó nó hô cô thiêu gọi cô ơi. Dạ. Để cô đợi ngồi nữa đi. Dạ. Rồi hãy lấy ra bị sắp. Dạ. Cầm một cái mâm lớn nè, cái thau. Dạ. Cái thau thương nha, dạ. Cái mình á, cái thau lớn. Còn cái đậu của cậu Út á thì có chén rồi chứ không lớn. Dạ. Có nhiều, còn cái đậu của bạn chén. Phải không? Ừ. Phải. Phải. Về đây mình mở cửa mã đại chảnh được không chị ba? Không, về đây đây mổ, mở cửa mã. Chút nữa đi mua đồ vô nó kè cũng mở cửa mã. Dạ. Ờ, người ta chỉ hô để mình đem về trên bàn thờ á, thì mình cũng ba múc ba chén. Múc ba chén mà đó rồi tên họ gì. Dạ. Rồi mình giấy bữa nay là bữa nay 26 tháng 1 thì mấy giờ vậy đó rồi mình mở cửa mã em, để cho em về em biết. Lúc mua đồ nó kè cũng được.
Tại vì đưa nó về nè, đâu có dám ghé chợ. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Không có dám ghé đâu cho nó, rồi đưa về thì đi thẳng về, chứ đâu có dám ghé đâu rồi mua đồ. Dạ. Yeah. Mà mừng lắm rồi, cũng nhờ cổ chứ Quang, chứ trước là khán giả, đó, bà con xa đó, rồi với Quang, với cổ quá thì em của chị được chị ra là im lắm rồi. Đi lên chợ mà người làm lưỡng bẩn được chưa chắc là kiếm được à. Mày mà lấy lưỡng bẩn là nó không đưa đó. Đi lên hai lên lầu ba, lên thông lốt mình lên lầu ba. Nó không có đủ giấy hết trơn. À, giấy mà khai tử của chút ha. Ừ, cái tên dạ. Cô ba nói cô qua nghe nè, cũng như là đồ giấy chứng minh của ba. Dạ. Cái cô ba hôm quên đem theo. Dạ. Cái thổ giấy chứng minh của chú. Cái thổ đó, giấy chứng minh của chút quá thì mà chưa có dao. Nó bắt đầu cái thôi thôi chú ơi, chú thông cảm đi, cứ cầm nửa ruộng nửa đồng mà thôi bây giờ cho tôi lăn tay đi. Cái lăn tay chị là chị lấy nó không cho lấy nữa, lấy cốt nữa. Nó bẻ chẻ nó không cho lấy cốt cái nữa. Dạ. Nó không phải có giấy chứng minh của ổng. Dạ. Cốt mà, ừ. Là có giấy chứng minh của chị ba là đứa con nào. Dạ. Mình đâu có giấy chứng minh, cái thôi chú ơi cũng thông cảm, ráng một giùm đi. Chứ bây giờ cô quên đầu con đuôi hết trơn, cái thôi thôi vậy cho ba lấy luôn đi. Thôi em của tôi thì họ tên của chồng họ tên tôi. Yeah. Chứ tôi đặt chuyện tôi lấy cái xương về làm cái gì? Bây giờ đi chợ nè, mấy cũng gần 12 giờ đi chợ mua đậu gì cái nấu chè nè để mở cái mã nó nè. Dạ. Yeah. Bà mua cỡ cũng mà ông hết rồi. Lấy cái bình nước đâu bay cho uống miếng. Mua cái gì đâu mà mua tao đất tiền lại mấy. Tẩu chứ. Chứ mấy hũ tên tiêu về xào cũng không gọn thôi. Đó. Rồi có thằng ảnh mua vàng mã đó chẳng mà. Không. Trời ơi tao có dám ghé đâu là mày hô vàng mã vàng kéo vô. Mua về đó thẳng luôn đi. Không có dám ghé đâu hết trơn á. Nước ba mày là đi thẳng đường về đó chứ không có dám. Đây ghé đâu chứ. Cái đó giấy chứng minh của chị. Giấy chứng minh của ai? Của chị ba. À. Của chị ba. Chị Cà Gì. Chợ này đi chợ mua đậu gì nó thì chơi nó cần rồi thôi cần rồi xe rồi cần xe rồi xe mình về nhà đó. Nó nằm trong kia kìa qua nằm buồn đi đâu nổi rồi gì không có vậy đó ha. Qua nói qua nghe với cổ nghe. Bây giờ để nhà là 10 phần là đi hết 8 phần rưỡi rồi. Đó bây giờ là đi mẹ lên bệnh viện đi phải thì nó có chết thì thiêu luôn theo ba nó. Cái nó ở nhà này chết rồi chưa chắc được có tiền mua hòm nữa. Dạ, sáng em mới nói với mốt rồi đưa lên bệnh viện đi. Ở trển thì hù hèn không thể, cô nó thiêu luôn. Nó còn như thế ở nhà này, bây giờ ở đây đó thì phương tiện không có nè. Ghe không có nè, mở nửa ruộng nửa đồng nè. Rồi làm sao nhắc hòm cho nó. Đó, rồi bắt đầu rồi nhắc hòm rồi thiêu rồi ai đâu đi đem thiêu nó đây. Nó còn ở trên phương tiện ở thùng thốt nốt á, thì nó bó rồi á. Rồi bắt đầu nó đưa đi thiêu luôn, rồi mình lấy cốt ông ba nói vậy đó. Chứ bây giờ cô ba nói con gì phải không Quang? Dạ dạ đúng rồi cô ba. Còn bây giờ phương tiện ở đây là không có mướn ghe, mướn bọng, không có cái ghe xuồng gì chứ mà nhắc hồn thì sao nhắc được. Đó, cô ba nằm hôm sáng đêm cô ba có ngủ ghê gì đâu con. Cũng suy nghĩ đồ gì của thằng này nữa. Ba nó đã tới nó. Cô ba cũng bó tay luôn rồi Quang ơi. Dạ. Alo. Alo. Ông phải ăn bánh gạo. Mới về tới thì thầy ngồi uống miếng nước nè. Mới về tới thì thầy nè con. Chiều con có lên không rồi? Má cái này đỡ đây đây cô ba đi chợ mua đồ mới cái mã cho con chút. Dương mánh chứ thầy đó ngày sao? Bữa nay có cái mã luôn, bữa nay ba bữa nè con. Mày kêu mẹ mày nhá má lại cho tao coi. Tao nhớ mà ông không chết à. Nha. Rồi rồi con. Không.
Ở đâu vậy? Tại vì mình để một cái bình ở ngoài dưới chân là mình cúng chung cái mâm chè đó, một bình không, 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 đó. Không, hồi đó mình thỉnh con trang. Ờ cũng được. Con trang mình để trong cái ly nhỏ cho tốt. Dạ. Để với mâm ở dưới đất đai cái rồi. Dạ dạ. Tao giết rồi, tao không qua ở tàu rồi. Giết rồi tao không qua. Ở nhà sao dám về trời. Chết chắc mày kìa. Mà dám bỏ ở nhà đi. Dám ở nhà đi. Chút nữa tắm bả tao đem đồ về bánh giặt tiếp tục. Đem đồ qua bá qua kìa, rồi tắm bả rồi đem đồ về bánh giặt. Chứ bên đây sao giặt? Đây không có chỗ giặt hả cô ạ? Không. Cô qua đem bánh giặt rồi bữa nào không bữa cô qua thì đem qua thay đồ bánh rồi tắm bả nữa. Bởi vì dì ba nó không có mình ôm mà gánh giác bà mệt rồi. Bây giờ cô tới Vũ Hiền. Bây giờ giấy. Này mỗi. Sáng ta đi mua cho đôi dép đó, không có đôi dép mà mang nữa quan. Ngay. Rồi sáng đó cô ba đi mới 4 giờ rưỡi cô ba đi xuống tiệm mua cho đôi dép mang. Nó mua bộ đồ cho các bạn đi. Cái cuộc. Thôi đi về ngoài. Mua cho anh hai mày đôi dép rồi, anh không có tài không có. Tài hay dạ? Ê tao tính là qua bên cả Út nè mà chưa có điệp đi lấy cốt bên bảy mày ối anh Út mà về cái tao tới giờ. Đi theo với chị ba mày đi cho nó mua cho một bộ mời vừa bánh đi mặn rồi tao mới kêu có tiền mua cho anh hai. Ê, nó mới kêu mang thôi lợi hồ nhóc mày mời mày mặn cái tao nha không mang. Mua đi mua cho thằng nhóc bộ đồ đi cho nó bận về nó bỏ lại ở trên nhà đi với chị ba em kìa nhóc. Đi mua lụa cho thằng nhóc đàng hoàng nha, hơi rộng rộng xíu nha, tướng nó bự đó. Canh nó cho thử đồ. Khóa xe rồi. Đồ có phòng thử con. Nãy hai cái khóa xe à. Khóa đồ chắc bắn nha. Khóa xe rồi. Vô hiền có đồ, có đồ dép mà bỏ ra dép bắn rồi. Có giặt hồi nãy giờ tao điện gì mày có giặt giùm ai chứ chứ không? Ừ. Chị để tao về bên đây tao giặt đồ má, giặt ở đâu ba? Trời sao hè kìa, có đường mương đó. Mà đủ mẹ, tao điện gì hết, thôi giặt nha, hồi sáng giờ nắng nha. Đừng có dòng con, mà đâu điện không đâu. Cuộc đời này tại kêu. Đồ của con, mình giặt tiếp chị chồng mình đó chứ. Một cái gì trong ngoại của mình lên tao, chắc cậu buồn tao đi quá. Thiệt luôn. Cái câu mình giữ là cậu thường đi giữ. Hả? Thiệt luôn á. Thiệt luôn á. Nè, sáng mà thím Út nó đào đây nè, đào đường nước rồi nè. Mua đồ. Cái gì? Mua đồ à. Đủ mẹ mình tiếp chị mình á, cái cũng còn mắc hơn. Hồi nãy nó không cho nhóc đi bà ánh nữa. Trời ơi, bà đi, nó đi mần, để ở bên đây nó bạch tà với mắt tư mày nó chết nữa. Ai đúng nha, ai ở với bà? Kể bà đây. Bà đúng nha cho ông ba. Mấy chua xuống lên. Xuống lên. Chứ bây giờ nó ở bên đây lại nhậu nó chết theo Diệu Hiền nữa đó. Không. Nó đi gan Diệu Hiền nữa đó xa qua. Mày tin không? Tao quấn liền cho nó về tới nó lên ngừ. Nhóc qua đây, nhóc ở đây không được đâu. Nhóc ở đây là giống giống Diệu Hiền nữa đó. Ở đây giết cái đó hết luôn. Chứ bây giờ mày một hai bắt nhóc ở bên đây thì theo Diệu Hiền luôn. Đúng rồi, mấy người này bây giờ phải cách xa ra được. Cách xa ra mới được. Dạ. Cứ để là nhậu hoài luôn đó. Hôm hôm nha, cô ba nó nằm tới cô ba đợn nha. Cũng như là lần tao đợn chứ. Nó hồi con hứa cô ba không bao giờ con uống má ngủ nữa. Tao nói hồi vậy tốt. Đợn thấm chưa cô ba? Thấm mày. Uống liệu tốt. Tao hồi ha, cái mã ba mày, cái hòm ba mày ở trên tủ lò thiêu. Tao có lợi tao giấy. Tao hô tao bảo bọc mày. Tới mày thành người, mày có vợ luôn. Mà con á, phải nghe lời cô ba, không bao giờ uống nó rượu nữa. Mày uống, mày thấy ba, mày thứ nhất. Anh hai, mày thấy nhị, mày thấy rõ ràng, chứ chàng chết chưa. Nó con bây giờ muốn ăn cái gì, nó cô ba con muốn ăn. Cô ba ơi, con mua đôi dép cho mày. Cô ba mua quần cho con. Đó, mà không phải cô ba giàu nha. Như thế là con mà cô đưa tiền cô ba mua nha.
chứ không phải là tự nhiên cô ba có tiền mua cho con. Dạ. Yeah. Mình nói phải có cái căn ngăn nha. Dạ. Mà bây giờ nó ở trong đây, nó đốt nhà ba nó thì bắt tư nó vô kể như lụm luôn. Không có lụm hết trơn à. Miễn nó qua đây là có Tâm. Có ba người nữa. Ba tay nữa rồi. Quýu hả? Tao nói là thằng Diệu Hiền bây giờ là uống hết được rồi đó. Giờ còn Bác Tư đấu với ai đó. Nó bây giờ là thằng nhóc qua bển là Bác Tư từ từ bỏ rượu luôn. Uống với ai? Ai mua cho nó uống? Ông mua mình đền ông à. Ai mua cho nó uống? Ông tự nó mua. Cái gì còn hướng chạy mua. Mà tao không nói từ từ làm biết nó cũng phải bỏ rượu luôn. Dù gì một mình giết cũng làm biến chứ ai. Ừ. Đúng đỡ hơn là nhập ba. Nhập băng. Dạ. Kêu ông ba về uống với ổng, ổng giờ có chân mơ mơ mà màng hết trơn, ổng thấy ông ba ngồi trước mặt ổng, ổng nói chuyện với anh không chừng. Có chiến hữu không, có bạn, có anh em à? Thì tao bàn với mấy bài vậy đó. Bây giờ dạ, ổng nói là bàn bà về thế không ai ổng ngang cho ổng coi cho cốt chưa đem đi gửi được, cứ đây nè. Tao nói rồi, nãy ổng nên nữa. Chưa có ai đốt nhà, không có ai đốt nhà cho ba mày, thì tao hô bảy thất rồi tao đem cho chùa mơ tao đi dọa, có qua tao đi dọa cho trong chùa nè. Cái đúng 7 tháng rồi cái nó đang sân. Ta đưa ba mày vô chùa đó. Cái ta cảm thấy là không ai đốt nhang cho ba mày, còn để thằng nhóc bên đây thì nó chết theo ba mày nữa. Không có được rồi, còn đứa cháu đó. Dạ ý gì ba cũng đúng đó, ráng chờ 7 tháng đi ba. Ờ 7 tháng rồi chốt vô chùa luôn. Thì đưa nó vô chùa luôn. Dạ. Tại nó hồi sống chị có nói nó rồi. Dạ. Vì nó hồi hoàn cảnh mày khổ lắm gớt ơi, thôi bây giờ nữa em có mất thì chị đưa em vô chùa nghe. Cái nó hô chị làm đi. Nó nói vậy thì mày làm đi cho chị. Dạ. Bây giờ rồi nữa đưa bả ra nó vô chùa thì rước bả về bển luôn. Còn thằng nhóc bả bển luôn rồi. Rồi để nhà này nhà quan luôn. Mà nhặt lâu lâu, lâu tao phải qua đốt nhang ba tao với nó một cái. Cũng như hai ba bữa mình qua đốt nhang cho bà già mình cho cốt em mình. Ổng đi đưa hình ổng đi theo luôn đi. Hỏi ai đứng trên này chứ. Tao để hình ta đốt giùm luôn đi. Ông nội mày ở đây chi. Chứ người ta đốt thì vẫn đốt nhưng mà đem heo đi xuống dưới nhà ta đốt tao luôn nói đây. Gì mà nghe nè, ông nội mày còn đây thì ba mày còn đây cũng giờ dạ, cũng đúng rồi mà hai bữa đúng ba đúng bữa đúng tao chạy qua tao đốt nhang cái dạ. Tao thăm tao quét mày thờ tao đốt nhang cho cổ bác ơi cổ Út còn như thế mà đưa nói cái hình luôn á thì cái nhà lạnh tanh rồi có nó có hình vậy tao dám vô đó tao nói rồi để nữa rồi, tao tính là tao để cái hình đỡ mà thờ cũng y chang vậy mà bưng cái phố thôi chắc tôi nghe ông gung cọc cặp đây nè bưng cái phố theo nha rồi á chị mới dán cái hình 3-4 ở trong cái lỗ đó đó nó rồi chị đem ngoài ngoài chùa chị gửi nó rồi trong vòng 2 ngày cái chị kêu anh ba mà chở qua tao đốt nhang cho ông dẹp dọn nhà cửa với đốt nhang cho ba nó cốt nó chị tính nè vậy em phải không tại vì trong nhà mình cũng còn có quyền thất tổ á chứ ừ, còn cái mày bỏ ra đây đâu được bây giờ mày hô mày dẹp hết trơn ba mày rồi bắt đầu bỏ thí mày á vậy ông nội mày ai đốt nhang đây Bác Tư mày ba đợi chưa vô đi đốt cây nhang nữa quên Vũ Hiền chưa chết nó còn ở đây mà sao tính bỏ chơi vậy quên Vũ Hiền nữa quên Vũ Hiền đi ngủ rồi chứ hôm hôm gì ba nó bàn rồi đó con nhỏ mà cháu ruột bà này thì nó bàn rồi đó nó thôi chị ba gửi em nút vô chùa rồi rước chị hai bển luôn đi con ở đây tao còn ở đây chưa đi đâu thì đó ok bắt tay rồi nghĩ mẹ mày hút thuốc tao mua cho mẹ là ba mà phải nuôi nó chứ không thôi hút thuốc rồi vậy trời ổng hút thuốc thì ăn gì tao mua cho ăn cà phê sáng giờ thì chưa có nha thôi thôi chút rồi tao mua cà phê sẵn rồi kiện chút thông hoa cho uống quên nữa mua cho bà cà phê á để sẵn cho bà nấu nước của pha uống. Để bởi đây, đây vô pha cà phê. Mua 10.000 bạc. Tao biết mày viền cà phê em dâu mà. Nè vô làm đi. Làm phần nửa này thôi đi em. Phần nửa này thôi nha. Còn chui cho chị nghe em. Chị làm đi vừa lại. Còn chị không làm em đủ. Thì mày đủ. Làm đi rồi tao qua tới luôn hoài vậy đó. Tao không có bỏ đâu. Bà dám ở đây với hồi nãy với chú Hiền không? Để đây có đâu rồi. Ở đây được thì cũng được rồi. Ở đây có nọ má đi rồi chừng nào cú thất đi rồi chị rước má rồi mày hãy đi. Cái múc qua đây mà là chú Út vui lắm mà nghe. Ừ. Mà vui lắm. Cô ba nói qua nghe cái con cái còn gỡ, sống gán đi. Năm núi. Đây nè, ở lại. Gán đi cho bà cho gửi cái cốt của Út đi rồi tao cũng chết rồi. Ở với ổng đi. Chứ bây giờ bỏ bả ở đây sợ chết. Thiệu thì chết thì ổng hết thiệu rồi đó. Ông lấy cái võng ra ngoài cây chú ông đưa cột tẹt bắt ông dòm lên giường á.
kêu ngủ đêm đi rồi mai ở đây chút nữa tao đặt cái ghế cho bà già bàn lại mốt qua đi. Ông không có cho đi bước nào mà vào cái gì cái nha bay ra đây nè bay ở đây á thì tao giao nhiệm vụ bay sáng phải nấu cơm cúng chồng bay cho má tao ăn chứ vậy đó. Ờ bây giờ thèm cái gì tao mua nó cho bay ăn mà bay đầu trời kia kiếm trời thì tao không có đâu nha. Đem cái bút ra nhỏ qua. Bà bên nhà bển à thèm cái gì chờ kêu bà vậy. Đem cái bút ra. Tao tới mua quà chứ tao có ở bển đâu hả? Biết đâu. Giấc sáng mà còn ở bên cầu có hô bển à biết đâu. Cũng đi tới luôn cũng. Thấy đâu rồi. Thì ba cũng đi tới lui hoài. Tới hoài chứ còn không có bất kỳ đó có khi nào người ta ở chỗ một đâu. Cũng đi tới luôn khi khỏe thì tới luôn khi anh ba đi anh đi làm rồi bà đi đò. Biết nào tới. Thằng ngộ bà già ta bỏ anh đây. Biết rồi.